kỳ lạ, hàm răng của một người phụ nữ mọc chìa ra ngoài khiến việc ăn uống rất vất vả, rất khó khăn. Đây là hoàn cảnh của cô Tám ở Mỹ Phước Tây, thuộc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hiện giờ cô đang sống trong một ngôi nhà có người con bị bệnh tâm thần chăm sóc và một đứa cháu nội bị cha mẹ bỏ rơi. Trường mời cả nhà cùng với Trường vô để trò chuyện cùng hoàn cảnh. Thôi vậy, ra vậy. Là tự nhiên đi Mỹ Tho về rồi nó mọc ra vậy hả? Rồi vậy là chắc anh hành hạ cô. Hơi khó. Dạ, đến thăm Hoàn Cảnh hôm nay là có chị Ngào, một người hàng xóm của Hoàn Cảnh, thì xin chị cho biết là cái hoàn cảnh sơ bộ như thế nào chị ha? Hoàn cảnh chị này chỉ đi bán giấy số á, hồi trước kia chỉ bán giấy số, rồi chị bệnh nay 4-5 năm chị nằm một chỗ một à. Dạ. Hai vợ chồng bệnh hết, rồi chồng chị chết trước rồi, rồi con cái nghèo khổ đâu có tiền đâu lo bệnh cho chị, dạ. Chỉ nằm một chỗ vậy đó. Là bệnh sao chị? Chị bệnh cũng như cái dạng bán thân á. Bị liệt hả? Liệt nằm chỗ rồi đó, gì diện chỗ không à. Dạ. Vậy thì giờ ở đây là Hoàn Cảnh nó là đang sống với ai chị? Đang sống với thằng con mà con nó bệnh khờ. Con khờ. Rồi có đứa cháu nội cha mẹ nó bỏ nó, không có nuôi nó. Trời. Vậy là giờ ở trong nhà của Hoàn Cảnh này là ba người. Một người bị bệnh. Ừ. Đứa con thì bị khờ. Ừ. Đứa cháu nội thì cha mẹ bỏ. Đó. Cháu nội là lớn chưa chị? Nhỏ con gái nãy, con gái. Là mười mấy tuổi. Mười mấy tuổi. Ừ. Dạ. Thôi vậy giờ mình vô mình hỏi thăm Hoàn Cảnh xíu chị. Dạ. Rồi Trường kính mời cả nhà cùng với Trường với chị Ngào vô thăm Hoàn Cảnh. Ở đây là thuộc Mỹ Phước Tây. Dạ. Mỹ Phước Tây, huyện thị xã Cai Lậy phải không chị? Thị xã Cai Lậy. Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nha cả nhà. Có bên Mạnh Thường Quân lại ghé thăm nè chị Tám. Dạ. Chào cô nói gì. Dạ. Nghe đâu được hay là đứng đây nè. Cho mượn. Cho con để cái mic đi nghe cho rõ ha. Dạ. Cô này nay nhiêu tuổi rồi? 70. 70 tuổi hả? Cô bị sao? Cô kể cho con với Mạnh Thường Quân nghe cô ha. Hồi đầu tiên nghe nó run. Mới đầu bị sao cô? Hồi đầu tiên nó run. Tay nó run, dạ. Rồi cái chú Mỹ Tho khóc. Khi đó thì lại còn nghiện luôn. Dạ. Rồi về nằm cho tới giờ luôn hả cô? Vậy là tới giờ luôn. Dạ. Cô, xin lỗi cô là thứ mấy cô ha? Thứ 8. Dạ. Cô Tám là có mấy người con? Bốn đứa. Bốn con hả? Dạ, rồi các anh chị ở đâu cô? Trời ơi, nghèo đó đi bán rồi là làng cuối làng, đứa còn đứa thì ở đây đường hướng. Dạ. Rồi có ai ở đây chăm cô không? Có thằng trai thứ 4. Dạ. Nó uống thần kinh kia coi. Dạ hả? Rồi có nấu nướng gì, chăm sóc gì cho được cho cô không? Nó ăn chi ra vào đâu đó. Dạ. Rồi hồi trước là cô làm vé số hả? Bán vé số hả? Vé số. Dạ. Rồi con chú. Chú còn sao? Cô bán số luôn. À, cô chú bán số, nuôi 4 người con. Rồi bây giờ thì các anh chị cũng có gia đình hết rồi. Đúng. Dạ. Rồi chú thì mất rồi hả cô? Mất rồi. Dạ. Còn cô thì bị bệnh liệt nằm nay nữa là mấy năm rồi cô? 3 năm. 3 năm. Dạ. Vậy giờ cô ăn được cái gì? Ăn cơm rồi được. Dạ hả cô? Dạ. Chú thôi vậy, ra vậy á. À, vậy là cái răng á? Là cái răng á. À, là tự nhiên đi Mỹ Tho về rồi nó mọc ra vậy hả? Ừ. Trời, đó. Rồi vậy là chắc anh cũng khó khăn hả cô? Hơi khó. Hơi khó à, dạ.
cô thì nằm đây, còn đây người con trai của cô nằm trong này. Anh trai là thứ mấy ha? Dạ, thứ tư. À, từ là nay sao mà trời đang vậy mà trùm mền này, nói cho em nghe cái coi. Ôi ôi, em bị sốt. Bị sốt à, mồ hôi chảy à. Trời ơi, ướt đầm đìa luôn á. Rồi thường ngày là anh làm gì? Ở nhà chăm sóc bà không chứ đâu đi làm gì được đâu. Dạ hả? Ở nhà làm nấu nướng rồi cho bà anh ha. Dạ. À, anh nay nhiêu tuổi rồi? 45. 45 tuổi hả? Có vợ con gì không anh? Không. Không có vợ con luôn hả? Dạ. Dạ. Có hút thuốc gì không, uống rượu gì không? Cũng có hút thuốc nữa. À vậy. Thôi mệt anh nghỉ đi ha, để cho anh nghỉ, tắt đèn cho anh nghỉ ha. Dạ. Rồi. Anh là nãy nói là thứ tư phải không? Dạ. À. Từ 45 tuổi. Tôi tắt đèn cho bác ngủ nè con. Tắt đèn đi thầy. Thầy hả? Thầy ơi là ông Huế đâu? Dạ. Huế đâu? Dạ con ở Mỹ Tho cô ơi. Rồi cái tay của bà rung kìa. Nè, cái hết à. Nè, anh biết lỡ gì cho chị. Dạ. Cái sưng có khẩu rồi cái đây. Dạ. Cái huyện nó sao còn vậy, chị tình nó ra khổ quá trời khổ rồi. Còn đó không còn được đâu, ở nhà chăm sóc tới ngày đó được không? Dạ bữa nay con tới thăm cô Tám, thì có chị Anna Trần ở bên nước ngoài á gửi cho cô 500 ha, con thay mặt chị con gửi cô để cô mua đồ ăn ha cô ha. Chị cũng cảm ơn, chúc cho dặn thiện ý bằng được đó. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ cô có thèm ăn gì không? Tại bên này thèm bậy bạ chứ gì cơ ơi. Dạ thèm bậy bạ là thèm cái gì chứ? Thì nước nuôi bánh trái rồi lại hả? À, nước nuôi bánh trái rồi hả? Thì ơi. Dạ. Lấy đưa bác Tư mua đồ ăn nè con. Đưa bác Tư hả? À, đưa bác Tư mua đồ ăn. À, bác Tư là bác nằm ở trong đó. À vậy. Trong nhà của cô Tám có đứa cháu nội. Con Hồng, con chào ông bà đi con. Con chào ông bà cô chú. À, con nay mấy tuổi rồi? Dạ 12. 12 tuổi hả? Con đang học lớp mấy? Lớp 6. À, ủa rồi vậy là hàng ngày là con tự đi học hả, hay là bác đưa đi? Dạ con tự đi. Con tự đi hả? Đi học xa không con? Dạ xa. Dạ hả? Thì con đi xe đạp điện hả? Con đi xe đạp. Đạp xe đạp hả? Đi đâu? Đi học ở chỗ nào? Ở dưới trường Mai Hỷ Úc á. Ừ. Cách đây bao xa? Vậy là qua cầu hả? Qua cầu kênh 12 hả? Dạ. Ừ. Rồi ba mẹ con đâu? Dạ ba mẹ con ở dưới Gò Công. Gò Công? Mà sao mà không có nuôi con mà để con ở trên này mình vậy? Ba mẹ còn ở với nhau không con? Dạ không. Ừ. Vậy là ba nơi mẹ nơi hả? Dạ. Ừ. Con ở đây bao lâu rồi? Dạ ở từ nhỏ. Ở từ nhỏ hả? Rồi hàng ngày là con với con phụ bác Tư. Con phụ bác Tư chăm sóc bà. Dạ. Hồi trước là còn ông nữa đúng không? Dạ. Ừ. Thì con học một buổi hay sao? Dạ học buổi chiều. Con học buổi chiều. Nhưng mà sau nay nghỉ hay sao?
Dạ con nghỉ chứ đâu rồi. Hả? Nghỉ được một tháng rồi. Ủa sao vậy? Sao vậy? Nói chú nghe coi. Ờ, không có xe. Không có gì? Không có xe. Không có xe hả? Trời đất ơi. Không có xe thì con nghỉ học. Con học có giỏi không? Dạ, cũng được. Cũng được là sao? Là học xếp loại trung bình hay là sao? Có môn nào bị nợ không hay là sao? À, có. Có nợ môn. Con do đi học không đều hay là sao con gái? Dạ. Từ giờ không có xe thì nghỉ luôn. Nghỉ tháng rồi. Trời ơi, học tới lớp mấy nghỉ? Lớp 6. Tới lớp 6 nghỉ. Từ giờ con tính làm gì? À, không biết nè. Trời ơi, uổng quá vậy. Rồi các bác, các cô có la có rầy gì không? Có. Ừ? Có. Ừ, có mà sao không có gì, không chịu đi học con. Rồi bên dì rồi có biết con nghỉ học chưa? Dạ có. Mấy dì có la không? Có. Vậy sao mà tự nhiên nghỉ vậy? Con học không nổi nữa hay sao? Dạ. Khó hay sao con? Khó quá hả? Khó quá học không nổi hả? Khó cũng phải ráng mà học cho hết cấp 3 chứ giờ nghỉ ngang vậy rồi con tính làm gì? Ừ? Giờ con tính nghỉ rồi ở nhà con làm gì con gái? Con không biết. Con không biết, con thấy không? Giờ không đi học là đâu có biết làm gì kiếm tiền được đâu. Rồi sợ sau này thì con cũng phải đi bán số nữa chứ. Hả? Thì con có điện cho cha hay là cho mẹ gì đó giờ con về bên đó con ở tạm hay là ở gần người lớn gì không? À, điện mà có khi bắt máy có khi không. Là ba hay mẹ con? Dạ ba. À, là điện khi được khi không. À, bây giờ không biết tính sao luôn ha. Bây giờ con cứ ở nhà chơi suốt ngày vậy đó hả? Rồi bạn bè nó đi học hết rồi con chơi với ai? Ờ, tụi nó đi học buổi sáng rồi mà. Ừ, thấy chưa? Bây giờ về cũng đâu có biết làm gì đâu con. Con có tính đi học lại không? Dạ. Giờ mà có người giúp con xe thì con có học lại nổi không? Không hả? Khổ chưa? Tay chân vậy rồi mỗi lần ăn uống thì ai đút hả cô? Thằng nó đút. À. Nhỏ con gái nhỏ cháu nội. À, cháu nội đút ha. Cháu nội với lại con thứ tư đút. À. Dạ. Dạ thôi chắc em Trường xin phép khép lại video này ở đây. À, một lần nữa em Trường cảm ơn chị Anna Trần đã có một cái món quà nhỏ cho gia đình của cô Tám. À, hoàn cảnh của gia đình cô Tám thì nãy giờ Trường cũng có trò chuyện hết với ba thành viên trong gia đình rồi. Trong ngôi nhà này có ba người thì mất hai người vì bệnh và một đứa cháu nội cha mẹ bỏ rơi, cũng rất là đáng thương ha. À, Trường mong nhận được sự trợ duyên của cả nhà. À, đối với hoàn cảnh này thì Trường nghĩ giúp là giúp đứa cháu nội của gia đình đó. À, bây giờ thì nó còn nhỏ mà nó đã nghỉ học rồi. Đi học lại thì chắc chắn là nó cũng không có muốn. Không muốn thì bây giờ ép nó đi học thì học cũng không có hiệu quả cả nhà. Thì em Trường nghĩ nếu như ở gần đây có chị nào có công việc phù hợp thì kèm cặp rồi dạy nghề cho em nó thì rất là tốt ha. Thì hồi nãy bé có trò chuyện với Trường á, là cũng lâu lâu cũng gọi được cho ba của bé. Nhưng mà ba bé thì không có ý định rước nó về để mà nuôi dưỡng, chăm sóc nó. Thì bây giờ nó cù bách cù bơ ở dưới nội. Và người bác cũng bị khờ. Rồi học hành thì không đi học. Nó rất là dễ, ở cái thời điểm này nó đang nhạy cảm lắm mà ông bà cô chú. Thì rất là dễ bị sa ngã. Trường cũng rất là mong có công việc phù hợp cho nó ở gần đây. Các cái tiệm như tiệm nail, tiệm làm tóc rồi đó. Nếu như có nhận đào tạo học viên thì Trường cũng mong các chị mở lòng để giúp cho bé có cơ hội sau này nó có một cái nghề. Chứ giờ mà tuổi này mà đi bán số hay là xin vô mấy cái chỗ mà
để đi làm mà bán nước, bán bánh nhậu rồi á, rất là nguy hiểm, khó kèm cặp, dễ sa ngã không bạn? Rồi thôi, Trường xin phép khép lại video ở đây á. Xin tạm biệt cả nhà. Ai mà có ý định giúp bé thì có gì liên hệ với Trường ha. Trường cũng không có, chắc không có để số điện thoại của bé lên được, tại vì nó còn nhỏ quá mà nhà thì ai cũng bị bệnh nhá. Cho nên có gì cứ liên hệ với Trường, rồi Trường sẽ cung cấp số điện thoại rồi tìm cách giúp đỡ cho bé sau. Còn với cô Tám thì chắc Trường chỉ nhận gạo, quà, lâu lâu tới thăm rồi trao cho gia đình thôi. Rồi Trường xin phép khép lại video ở đây. Xin tạm biệt cả nhà.